tại phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước hôm 10 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cả nước còn 315.000 hộ khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ để đảm bảo an cư lạc nghiệp. Trong năm 2025, các cơ quan cần hoàn thành 3 nhiệm vụ là hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm trên. Mục tiêu này sớm hơn 5 năm so với các chỉ đạo của Trung ương. Mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được nâng lên 60 triệu đồng mỗi căn nhà xây mới, hiện là 50 triệu đồng, và 30 triệu đồng mỗi căn nhà sửa chữa, hiện là 25 triệu đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng và hướng dẫn địa phương thực hiện. Bộ Tài chính báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội đề xuất cho phép sử dụng khoản cắt giảm, tiết kiệm 5% chi phí thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương và địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và được chuyển nguồn sang năm 2025. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện mục tiêu này, sau đó phân bổ kinh phí về địa phương và giám sát quá trình thực hiện chính sách này.